tinh thần cuột khởi và đấu tranh chống giặc phương Bắc. The Legends of Con Rồng Cháu Tiên has fostered and embraced our heroes and heroines through many generations of Lạc Long Quân and Ochre children. Bạn trẻ, bạn có biết vì sao thế hệ cha ông đã liều lĩnh bằng cả mạng sống vượt biển đưa bạn đến mảnh đất này? Here in America, we have the Statue of Liberty. Our goals and dreams can be easily achieved. Why do we have to worry about other places? Không, phải luôn có tinh thần quảng đại. Hãy biết chia sẻ thế giới với những người khác. Một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. We should never forget to unite for the sake of our Vietnamese people and heritage. Vì chúng ta còn có một tổ quốc. Thank you.
your soul watch over me. My dreams, they lead me through the fields of rice. In fire, in the light, I see my kin. I touch my tree, my roots, my begin. Tell me all about my color, my hair, and my little feet that I've carried me every mile of the way. Want to see your house, your streets, show me all I do not know. Wooden stampings, floating markets, light of gold. All I know of you is all the sights of war. Fill my cupola, the helicopters roar. One day I'll walk your soil. Chẳng tay sơn khi